Trở lại video hôm nay, kính chào cô chú anh chị gần xa. Hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm 2024. Bò lỡ về trại em gồm có bò bê, pháp kem. Mời cô chú anh chị gần xa nuôi bò đến trại anh xem cùng tham khảo anh chị. Em đăng tải riêng 4 con bò muối tiêu đứng phía ngoài lộ để anh chị xem dễ phân biệt. 4 con bò này nó quá đồng đều anh chị ơi. Đòn rất là dài, em quay phần mông với hai phần chân sau cho anh chị xem dễ phân biệt ha. Em quay phần mông với hai chân sau cho anh chị xem nè. Cái dàn mông nó rất là to luôn. Mông to mà đập bản đùi nó đóng dắt vô rất là sâu anh chị. Chân cẳng hồi sau, hai chân sau thẳng ra anh chị. Hai chân sau thẳng băng hết. Đó, hai chân sau thẳng băng anh chị. Hình hài rất là đẹp luôn. Rồi em quay kế tiếp nữa là phần mông. Đó, phần mông anh chị xem nha. Nè, con số 1 anh chị. 4 con bò này râm muối tiêu anh chị, râm muối tiêu. Con số 1. Con số 2. Con số 3. Con số 4. Đồng tương tự nhau. Chiều cao của bò là 1m16 đấu lên anh chị, 1m16 đấu lên ha. Rồi em quay tới phần ghim vai. Ghim vai phần cần, phần ghim vai cho anh chị xem. Toàn bộ là cổ rô anh chị. Ghim dài nó khít rim anh chị thấy không? Ghim dài khít rim luôn ha. Rất là rộng luôn. Đây. Ghim dài hở anh chị. Đầu cổ mặt cổ rất là duyên dáng ha. Đó. Ghim dài càng dài hình hài rất là đẹp luôn. Đó, đầu to mỏ cục anh chị. 4 con bò này đều có sừng hết anh chị. Lú lú nhõm nhõm tí sừng ha. 4 con này nhõm nhõm tí sừng thôi. Bò bê là phải có sừng ha, mới đúng bò bê. Đây, đầu to mỏ cục, hình hài rất là đẹp, mặt mỏ chanh chỏ anh chị. Đầu cổ mặt mỏ rất là chanh ha. Rồi 4 con bò râm muối tiêu này anh chị thấy thích con nào thì alo em nha anh chị. Đó, 4 con hình hài rất đẹp anh chị ơi, quá đẹp bò luôn. Địa chỉ của trại em là cư ngụ ấp Dòng Lớn, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, trại bò Tư Chiến Bến Tre. Trại bán bò nuôi Tư Chiến Bến Tre, trại trại bò Tư Chiến cũng là nó luôn. Đây. Bốn con bò quá đẹp anh chị ơi, đầu cổ mặt mỏ con nào hình hài rất đẹp. Anh chị alo em kết con nào thì em ship tận nơi cho anh chị ha. Rồi ơi, bốn con bò cái lưng quá trời anh chị, cái lưng như cái tấm giá gỗ anh chị coi nè. Cái lưng nó chè hòe anh chị ơi, cái lưng ơi, quá trời cái lưng. Lưng rộng ha, hình đòn dài dáng ben lực anh chị. Bò này em bắt gì trại thì em đã tiêm phòng vaccine đầy đủ thôi. Anh chị yên tâm bắt về bổ béo ha. Đó, mấy bò rất là khỏe luôn. Bao lỗi bao ship cho anh chị ha, bò rất là khỏe luôn anh chị. Anh chị thấy thích con nào alo em anh chị. Anh chị chia sẻ giúp em ha, trại bò Tư Chiến Mỏ Cày Bắc, trại bán bò nuôi Bến Tre. Chia sẻ giúp em anh chị. Chị đến trại tham khảo mà anh chị không có điều kiện thời gian đến với trại, tại bò em nhận qua Zalo một lần nữa cho anh chị xem ha. Rồi. Video hôm nay em cũng cảm ơn anh chị suốt thời gian qua đến với trại ủng hộ. Đã đăng ký và lướt xem kênh YouTube trại bò Tư Chiến Mỏ Cày Bắc, trại bán bò nuôi Bến Tre. Thì suốt thời gian qua em cảm ơn anh chị ha. Thì cuối buổi video hôm nay em chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và làm ăn thành đạt, thành công trong công việc. Em xin cảm ơn.